Các bạn đang nghe podcast King Space, chia sẻ thông tin tài chính. Đây là đô la Mỹ, công cụ giúp Hoa Kỳ trở thành siêu cường và nắm được ưu thế rất lớn trên bàn cờ thế giới. Nhờ vậy, mỗi đòn trừng phạt kinh tế tới từ quốc gia này luôn có độ sát thương cực cao. Thế nhưng, ở một nửa bên kia của bản đồ, có hai quốc gia không chịu cúi đầu trước sức mạnh này. Đó chính là Nga và Trung Quốc. Vậy, hai siêu cường này đã làm gì để chống lại sự độc tôn của đồng đô la? Sự thật, vào năm 2014, Nga đã tìm cách chống lại sức mạnh của đồng đô la. Hiện nay, tỷ trọng tiền tệ thanh toán xuất khẩu của Nga tính theo đô la Mỹ đã suy giảm gần một nửa, từ 48,6 xuống chỉ còn 24,7%. Đặc biệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ chỉ bán dầu và khí đốt bằng đồng rúp, chứ không phải đô la Mỹ hay thậm chí là euro. Bên cạnh đó, sau hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga tuyên bố sẽ phi đô la hóa bằng cách hợp tác cùng khối BRICS để thực hiện mục tiêu này. Cụ thể, tỷ trọng rúp và nhân dân tệ trong giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã vượt 90%. Ngoài ra, nhân dân tệ được Nga sử dụng trong thương mại với Mông Cổ, Đài Loan và Singapore. Nhưng, có một sự thật rằng, để xoán ngôi đô la Mỹ là một việc cực kỳ khó trong giai đoạn này, bởi đô la vẫn là đồng tiền chủ yếu trong dự trữ ngoại hối, thanh toán thương mại và các giao dịch tiền tệ trên toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế cho thấy, tỷ trọng đồng đô la trong dự trữ ngoại hối của các nước tăng 0,2 điểm lên 58,4% trong năm ngoái. Và